Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với shop phụ kiện loa điều khiển từ xa của bên em. Đấy, thì hôm nay shop em đang có một chút thời gian rảnh, mẹ làm một cái video để giới thiệu với các bác hai cái dòng loa bẫy chim để phục vụ các bác vào cái mùa rừng, mùa gà rừng của năm 2023 này. Đấy, gà rừng đang về rất chi là nhiều rồi. Các bác nào mà các bác chưa có loa gọi mồi này thì các bác có thể tham khảo qua cái video này của em để các bác xem em giới thiệu chi tiết về hai cái con loa này. Để các bác xem, các bác cân đối tài chính xem có chọn cho mình được một trong những chiếc loa nào không các bác nhé. Rồi thì sau đây em cũng sẽ đi vào giới thiệu luôn để không mất nhiều thời gian của các bác. Đây, mẫu loa đầu tiên em giới thiệu với các bác là dòng loa AT108, một trong những cái dòng loa cao cấp nhất của năm 2023. Đấy, AT108 này với thiết kế bên ngoài đã thay đổi rất chi là nhiều so với loa AT100. Về dung lượng pin thì vẫn là 4000 mAh cho các bác nhé. Các bác dùng từ 17 đến 18 tiếng đồng hồ. Đấy, các thay đổi trên mặt bảng điều khiển này. Đấy, màn hình to cho các bác này. Hiện phần trăm pin, đây em mở lên phần trăm pin đầy đủ hết cho bác. Đấy, các công tắc này cực kỳ ok. Đấy, loa AT108 này đi kèm phụ kiện sẽ có thêm đề mốt điều khiển đầy đủ hết cho bác. Đề mốt điều khiển này thì các bác bắt được tầm khoảng từ 150 đến 200m tùy vào địa hình. Có nghĩa là địa hình bằng phẳng thì các bác bắt càng xa, còn địa hình ví dụ cái loa này các bác để trên đỉnh đồi thì các bác ở dưới đồi các bác bắt nó sẽ kém hơn các bác nhé. Đấy, thì loa điều khiển như này bên em cũng có bán lẻ cho các bác, nhưng các bác lưu ý giúp em khi các bác hỏi em mua lẻ điều khiển như này thì nó chỉ có một chiếc điều khiển và một cục pin như này thôi, chứ không có đi kèm dây sạc điều khiển các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Thì về loa ấy, thì con loa AT108 này thì là một trong những dòng loa bẫy chim cao cấp, nó mang lại cái chất lượng âm thanh cũng khá là tốt. Đấy, thì chất lượng âm thanh như nào thì em sẽ mở một đoạn lên để em test loa cho các bác. Đấy, các bác em mở nghe một đoạn này các bác cảm nhận về cái âm thanh của con loa AT108 này. Đấy, âm thanh cũng khá là hay. Con AT108 này âm thanh rất chi là to. Đấy, phù hợp cho các bác đi gọi mồi như con mồi ở xa. Đấy, thì con AT108 này thì shop em đang bán cho các bác với giá là 850.000đ. Đấy, bao gồm cước phí vận chuyển tới tận nhà các bác nhé. Đấy, các bác nào mà các bác thấy loa 108 này pin của nó vẫn chưa đủ trâu bò để các bác đi bẫy thì các bác có thể tham khảo thêm cái cục pin dự phòng của bên em. Dùng thì cũng cực kỳ là dễ dàng thôi. Đây, các bác cắm vào là loa lên thôi là nhảy phần trăm pin thôi các bác nhé. Đấy, thì một cục pin dự phòng này em đang bán lẻ là 150.000đ, các bác mua theo loa để cho bác với giá là 100. Đấy, 100 đây rồi. Đấy, về loa AT108. Còn về AT109 thì em sẽ giới thiệu về cho các bác cái dòng loa này. Đây còn 109 của các bác đây. Con này là siêu phẩm các bác nhé, siêu phẩm luôn. Đấy, siêu phẩm trong siêu phẩm loa bẫy chim luôn mà đang được các bác rất là săn đón. Tại vì sao? Vì con loa này các bác đánh giá là một con loa được hội tụ được tất cả những các yếu tố của cái những mẫu loa thông thường. Đấy, góp vào dòng loa cực kỳ là ok luôn. Thì loa AT109 này đấy thì đã có thay đổi rất chi là nhiều. Đây, thêm một cái check bên ngoài cho các bác này, rất chi là hay. Đấy, có vào Bluetooth cho các bác này. Rồi công tắc chỉnh check, chỉnh bass. Các bác chỉ cần gạt sang là các bác dùng thôi. Đấy, khai cắm thẻ nhớ này. Rồi công tắc này, âm thanh này. Con này thì pin, đấy, pin đây mới là cái vấn đề này các bác. Pin con này là 4400 mAh, tương đương các bác dùng được từ khoảng từ trên dưới 20 tiếng các bác nhé. Con AT100 các bác dùng đã được 17 18 tiếng rồi. Con này lại thêm 4400 mAh cơ. Đấy, con này các bác dùng nói chung các bác đi đánh cả ngày thoải mái các bác nhé. Đấy, thì con AT109 này về chất lượng âm thanh thì khỏi phải chê rồi. Đấy, tại sao em lại nói là được các bác bảo là hội tụ được tất cả những yếu tố của loa bẫy chim? Tại vì này, âm thanh to nhưng mà không bị rè, không bị tạp âm của loa, lại có thêm check rất chi là ok luôn. Em sẽ bật luôn âm thanh con này để cho bác cảm nhận. Đây, em bật loa thấy sao ạ? Các bác thấy cái âm thanh của cái con loa này sao ạ? Cực kỳ là ok đúng không ạ? Em nói với các bác, cái con loa này các bác mà lấy được một cái tiếng gà rừng chuẩn nhá, các bác bật ở dưới đồi. Đấy, các bác bật ở một quả đồi thì phải tầm 3 quả đồi gà nó gáy. Đấy, em đảm bảo với các bác luôn. Đấy, các bác bật một cái tiếng gà rừng chuẩn thôi, các bác cho to kịch lên cho em thì tầm 3 quả đồi vẫn nghe thấy tiếng gà gáy các bác nhá. Thì con loa AT109 này thì cực kỳ là chất lượng rồi. Thì con AT109 này em báo giá luôn cho các bác, giá là
900.000 bao gồm cước phí vận chuyển từ tận nhà cho các bác. Loa AT109 hàng cao cấp xịn sò. Rồi thì hôm nay em cũng sẽ lên cho các bác một cái combo loa bẫy chim kèm phụ kiện. Giá thì cực kỳ là khuyến mãi cho các bác nào đang muốn tham khảo luôn nguyên một combo của bên em. Thì đây, đây là một combo loa bao gồm một loa bẫy chim này, một túi đeo loa thủ công, một cục pin dự phòng. Đây một combo loa này thì các bác đi bẫy thì đảm bảo là hiệu quả kinh tế thì cực kỳ là cao. Đấy thì loa đây các bác có thể để nguyên như này các bác bẫy luôn này. Hết một cục pin dự phòng này các bác dùng được thêm từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Cộng con loa AT109 này các bác dùng trên dưới 20 tiếng nữa. Các bác đi bẫy ở rừng, các bác đi tầm 3 ngày. Các bác bẫy tối không, các bác không bẫy nhé, các bác bẫy em chỉ nói các bác bẫy ngày thôi nhé. Tầm 3 ngày mới hết pin được cái con loa này. Đấy đi kèm thêm là một túi bổi. Thì khi các bác mua một combo như này, pin dự phòng và túi đeo loa và loa, em sẽ tặng kèm thêm cho bác một túi bổi đây. Đấy, ngăn đựng túi bổi đây nhé, em sẽ kéo ngăn đựng túi bổi này ra. Đây đã có sẵn ngăn đựng túi bổi cho bác rồi. Em sẽ tặng kèm thêm cho bác một cái túi bổi gà. Đấy túi bổi để các bác đựng gà rừng. Đấy các bác mua 3, bên em sẽ tặng cho các bác một. Đấy giá thì cực kỳ là khuyến mãi cho các bác khi các bác mua một combo như này. Giá sẽ giảm cho các bác là 100.000 khi các bác mua combo loa bẫy chim của bên em. Đấy thì các bác nào mà quan tâm tới các dòng loa bẫy chim thì các bác cứ trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của em ở đây. Đấy bên em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bác nhé. Thì một video của em đến đây xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo của em ạ.